Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 41. Cách 2 năm sau, Pharaoh nằm chiêm bao thấy mình đứng bên bờ sông. Này đâu dưới sông đi lên 7 con bò mập và tốt ăn cỏ trong bưng. Rồi này 7 con bò khác xấu dạng gầy guộc ở dưới sông đi theo lên sau, đến đứng gần các con bò trước trên bờ sông. 7 con bò xấu dạng gầy guộc nuốt 7 con bò mập tốt. Pharaoh bèn thức giấc. Vua nằm ngủ lại, chiêm bao lần thứ nhì thấy 7 giá lúa chắc, tốt tươi, mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó, 7 giá lúa khác lép và bị gió đông thổi háp, mọc theo 7 giá lúa kia. 7 giá lúa lép nuốt 7 giá lúa chắc. Pharaoh bèn thức giấc và này thành ra một điềm chiêm bao. Sáng mai, tâm thần người bất định, truyền đòi các pháp sư và các tay bác sĩ xứ Ai Cập đến thuật lại điềm chiêm bao mình cho họ nghe. Nhưng chẳng có ai bàn được điềm chiêm bao đó cho vua hết. Quan tiểu chánh bèn tâu cùng Pharaoh rằng: "Bây giờ tôi nhớ đến lỗi của tôi. Ngày trước bệ hạ nổi giận cùng quần thần, có cầm ngục quan thượng thiện và tôi nơi dinh quan thị vệ. Trong lúc đó, cùng một đêm kia, chúng tôi có thấy điềm chiêm bao. Chiêm bao mỗi người đều có ý nghĩa riêng rõ ràng. Tại đó cùng chung ngục có một người Hebrew còn trẻ, kẻ gia đình của quan thị vệ. Chúng tôi thuật lại cho chàng nghe điềm chiêm bao của mình. Chàng bàn rõ ra cho ai mỗi chiêm bao nấy. Rồi ra công việc xảy đến y như lời chàng bàn. Bệ hạ phục chức tôi lại và xử treo quan kia." Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph. Họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo sống, rồi vào chầu Pharaoh. Pharaoh phán cùng Joseph rằng: "Trẫm có thấy một điềm chiêm bao mà chẳng ai bàn ra. Vậy trẫm nghe rằng khi người ta thuật điềm chiêm bao lại cho thì ngươi bàn được." Joseph tâu rằng: "Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy." Pharaoh phán rằng: "Này, trong điềm chiêm bao, trẫm đang đứng bên bờ sông. Này đâu, 7 con bò mập và tốt dưới sông đi lên đến ăn cỏ trong bưng. Rồi 7 con bò khác xấu dạng gầy guộc đi theo lên sau. Thật, trẫm chẳng thấy trong xứ Ai Cập này có bò xấu dạng như vậy bao giờ. 7 con bò xấu dạng gầy guộc đó nuốt 7 con bò mập tốt trước kia, nuốt vào bụng mà dường như không có nuốt, vì các con bò đó vẫn xấu dạng như xưa." Trẫm bèn thức giấc, rồi lại thấy điềm chiêm bao khác là 7 giá lúa chắc tốt tươi mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó, 7 giá lúa khác khô, lép, bị gió đông thổi háp, mọc theo 7 giá lúa kia, và 7 giá lúa lép đó lại nuốt 7 giá lúa chắc. Trẫm đã thuật điềm chiêm bao này cho các pháp sư, nhưng không ai giải nghĩa ra được. Joseph tâu cùng Pharaoh rằng: "Hai điềm chiêm bao của bệ hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi. Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. 7 con bò mập tốt đó tức là 7 năm. 7 giá lúa chắc đó cũng là 7 năm. Ấy chỉ đồng một điềm chiêm bao vậy. 7 con bò xấu dạng gầy guộc lên theo sau 7 con bò kia tức là 7 năm. Và 7 giá lúa lép bị gió đông thổi háp đó tức là 7 năm đói kém. Ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi. Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Này, trong khắp xứ Ai Cập sẽ có 7 năm được mùa dư dật. Nhưng 7 năm đó lại liền tiếp 7 năm đói kém. Dân bản xứ đều sẽ quên sự dư dật đó. Và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn. Và vì sự đói kém liên tiếp này lớn quá, nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. Nếu điềm chiêm bao đến 2 lần cho bệ hạ, ấy bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Bây giờ
bệ hạ khá chọn một người thông minh trí huệ, lập người lên làm đầu trong xứ Ai Cập, cùng lập các ủy viên trong xứ để góp một phần năm của số thâu vào trong 7 năm được mùa dư dật đó. Họ hãy thâu góp hết thảy mùa màng trong 7 năm được mùa dư dật sẽ đến sau này, cùng thâu nhập lúa mì sẵn dành cho Pharaon dùng làm lương để dành trong các thành, và họ hãy giữ gìn lấy. Các lương thực này phải để dành cho 7 năm đói kém sẽ đến trong xứ Ai Cập, hầu cho xứ này khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó. Các lời này đẹp ý Pharaon và quần thần. Pharaon phán cùng quần thần rằng: chúng ta há dễ tìm một người như người này, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Pharaon phán cùng Joseph rằng: vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. Vậy ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm, hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Pharaon lại phán cùng Joseph rằng: hãy xem, trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Ai Cập. Vua liền cổi chiếc nhẫn trong tay mình, đeo vào tay Joseph, truyền mặc áo vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ người. Rồi truyền cho lên ngồi xe sau xe vua, có người đi trước hô rằng: hãy quỳ xuống. Ấy Joseph được lập lên cầm quyền cả xứ Ai Cập là vậy. Pharaon lại phán cùng Joseph: ta là Pharaon, nhưng nếu chẳng có ngươi thì trong cả xứ Ai Cập không có ai giơ tay đưa chân lên được. Pharaon đặt tên Joseph là Saphnath-Phaneah, đưa nàng Asnath, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành Ôn, cho người làm vợ. Người thường tuần hành trong xứ Ai Cập. Và khi Joseph ra mắt Pharaon vua Ai Cập thì người đã 30 tuổi. Vậy người từ tả Pharaon mà đi tuần khắp xứ Ai Cập. Trong 7 năm được mùa dư dật, đất sinh sản ra đầy dẫy. Joseph bèn thâu góp hết thảy lương thực của 7 năm đó trong xứ Ai Cập và chứa lương thực này khắp các thành. Trong mỗi thành đều dành chứa hoa lợi của các ruộng ở chung quanh thành đó. Vậy Joseph thâu góp lúa mì rất nhiều, như cát nơi bờ biển, cho đến đổi người ta đếm không được vì đầy dẫy vô số. Trước khi đến năm đói kém thì Asnath, con gái Phô-ti-phê-ra thầy cả thành Ôn, sinh cho Joseph 2 con trai. Joseph đặt tên đứa đầu lòng là Manasse vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim vì nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. 7 năm được mùa dư dật trong xứ Ai Cập bèn qua, thì 7 năm đói kém khởi đến y như lời Joseph đã bàn trước. Khắp các xứ khác cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Ai Cập lại có bánh. Đoạn cả xứ Ai Cập đều bị đói, dân chúng đến kêu cầu Pharaon xin lương. Pharaon phán cùng bản dân rằng: hãy đi đến Joseph rồi làm theo lời người sẽ chỉ bảo cho. Khi khắp xứ bị đói kém thì Joseph mở mọi kho lúa mà bán cho dân Ai Cập. Xứ càng đói nhiều nữa, và vì khắp thế gian đều bị đói quá nên đâu đâu cũng đổ đến Ai Cập mua lúa nơi Joseph bán. Chương 42. Gia-cốp thấy xứ Ai Cập có lúa bán ra, bèn nói cùng các con trai mình rằng: sao bay ngơ ngẩn nhìn nhau vậy? Lại rằng: này, cha nghe dưới xứ Ai Cập có lúa bán, bay hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết chứ. 10 người anh của Joseph bèn xuống Ai Cập đặng mua lúa. Nhưng Gia-cốp không cho Benjamin em Joseph đi cùng các anh, vì nghĩ rằng: ta nên giữ chừng, kẻo xảy ra đều rủi ro cho nó. Xứ Canaan bây giờ cũng đói, nên các con trai của Israel cũng đổ xuống Ai Cập mua lúa như các người khác. Và lúc này chính Joseph cai trị trong nước và bán lúa cho cả dân bản xứ. Các anh Joseph bèn đến sấp mình xuống trước mặt người. Joseph thấy nhìn biết các anh mình, nhưng giả làm mặt lạ cùng họ.
nói một cách sẵn rằng: các ngươi ở đâu đến? Đáp rằng: ở xứ Canaan đến đặng mua lúa. Vậy Joseph nhìn biết các anh mình, nhưng họ nhìn lại chẳng ra. Joseph nhớ lại điềm chiêm bao mình đã thấy về anh em mình, liền thét rằng: các ngươi là thám tử, đến đây đặng dòm hành những nơi yếu óp của xứ ta. Đáp rằng: thưa Chúa, chẳng phải vậy. Các tôi tới Chúa đến đặng mua lúa mà thôi. Chúng tôi đây đều là con một cha vốn nhà lương thiện, chẳng phải là thám tử đâu. Người đáp lại rằng: chẳng phải, các ngươi đến đặng dòm hành những nơi yếu óp của xứ này. Đáp rằng: kẻ tôi tới Chúa có 12 anh em, con của một cha, nguyên xứ Canaan. Này, một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ hãy ở lại nhà cùng cha chúng tôi. Joseph nói: ấy, quả thật như ta đã nói, các ngươi là thám tử. Đây là điều ta thử các ngươi. Ta chỉ mạng Pharaoh mà thề rằng, hễ em út các ngươi không đến đây thì chẳng bao giờ các ngươi ra khỏi chốn này được. Hãy sai một người nào trong bọn các ngươi về dẫn em út xuống, còn bao nhiêu thì phải ở tù lại đây. Lời các ngươi phải thử đã, rồi ta sẽ biết các ngươi nói đó có quả thật chăng. Nếu chẳng thật thì ta chỉ mạng Pharaoh thề rằng, các ngươi là thám tử đó. Đoạn Joseph truyền đem giam họ chung trong ngục 3 ngày. Ngày thứ ba, Joseph nói cùng họ rằng: ta kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm như điều này thì được sống. Nếu các ngươi vốn nhà lương thiện thì hãy để một người nào ở tù lại đây, còn bao nhiêu đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn hãy dẫn em út xuống đây thì lời các ngươi sẽ cho là thật và các ngươi chẳng phải chết. Vậy họ nghe theo. Họ bèn nói với nhau rằng: quả thật chúng ta cam tội cùng em ta rồi, vì lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho, vậy nên tai vạ này mới xảy đến cho chúng ta. Ruben đáp rằng: anh há không có nói cùng các em rằng chớ phạm tội này cùng đứa trẻ đó sao? Nhưng các em không nghe, nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại. Vả, Joseph vẫn dùng người thông ngôn nói chuyện lại cùng các anh, nên họ tưởng Joseph chẳng nghe hiểu. Joseph xây mặt qua chỗ khác mà khóc. Đoạn xây mặt lại nói chuyện cùng họ, bèn bắt Simeon trong vòng anh em truyền trói lại trước mặt họ. Joseph truyền đầy tớ xúc lúa đổ đầy bao và để bạc lại trong đó cho mỗi người anh em, cũng để thêm lương thực dùng dọc đường. Đầy tớ làm y như lời. Đoạn anh em chất mấy bao lúa lên lưng lừa rồi đi. Đến quán, một người trong bọn mở bao ra cho lừa ăn thóc, thấy bạc mình ở tại miệng bao, bèn nói cùng anh em rằng: bạc của tôi trả lại, hiện trong bao tôi đây. Các anh em nhát gan, vừa nói với nhau vừa run mà rằng: Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta đây? Các anh em trở về cùng Gia-cốp cha mình tại xứ Canaan, thuật lại cho người nghe mọi nỗi đã xảy đến rằng: người đang làm chúa tại xứ Ai-cập-tô nói với chúng tôi cách sẵn sớm, cho chúng tôi là thám tử. Song chúng tôi có thưa cùng người rằng: chúng tôi vốn nhà lương thiện, nào có phải là thám tử đâu. Chúng tôi được 12 anh em, con một cha, một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ ở nhà cùng cha tại xứ Canaan. Người làm chúa xứ đó dạy rằng: làm như vậy ta mới cho các ngươi là lương thiện. Hãy để lại cùng ta một người nào trong bọn các ngươi, còn bao nhiêu sẽ đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn hãy dẫn em út đến cho ta. Vậy ta mới biết rằng các ngươi chẳng phải là thám tử, nhưng là người lương thiện. Ta sẽ giao em lại cho, và các ngươi sẽ được buôn bán trong xứ này. Vả, đang khi các anh em trút lúa mì ra bao, này đâu trong mỗi bao có gói bạc của mỗi người. Cha và các anh em thấy những gói bạc mình đều lấy làm sợ hãi. Gia-cốp cha họ bèn nói rằng: bay làm mất các con tao. Joseph đã mất biệt, Simeon cũng mất biệt, mà bây giờ lại muốn dẫn Benjamin đi nữa sao? Các nông nổi này đều đổ lại cho tao hết. Ruben thưa lại cùng cha rằng:
Cha hãy giao em nơi tôi sẽ dẫn về cho. Ví bằng chẳng dẫn em về, thì cha hãy giết hai đứa con trai tôi đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng, con út tao sẽ chẳng đi xuống với bay đâu, vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn một mình nó mà thôi. Nếu điều rủi ro chi xảy đến cho nó nơi dọc đường bay đi, tất nhiên bay làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Thi Thiên thứ 5. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, xem xét sự suy gẫm tôi. Hỡi vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, vì tôi cầu nguyện cùng Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi, buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi. Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ. Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa, kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa. Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối. Đức Giê-hô-va gớm ghét người đổ huyết và kẻ gian lận. Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lại trước đền thánh của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù nghịch tôi, xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi. Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín, lòng chúng nó chỉ là gian tà, họng chúng nó là huyệt mã mở ra, lưỡi chúng nó đầy dẫy điều vua nịnh. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy trừng trị chúng nó, nguyện họ sa ngã trong mưu trước mình. Hãy xô đuổi họ vì tội ác rất nhiều của họ, vì họ đã phản nghịch cùng Chúa. Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy. Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên. Thi Thiên thứ 6. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ nổi thịnh nộ mà trách tôi, chớ sửa phạt tôi trong khi Ngài giận phừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi vì tôi yếu mọn. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi vì xương cốt tôi run rẩy. Đức Giê-hô-va ơi, linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi. Còn Ngài cho đến chừng nào? Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại giải cứu linh hồn tôi. Hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài, vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa. Nơi âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa? Tôi mỏn sức vì than thở, mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, dầm nó với nước mắt. Mắt tôi hao mòn vì buồn thảm, làng lệch vì cớ cừu địch tôi. Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy, vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta. Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta, Ngài nhậm lời cầu nguyện ta. Hết thảy kẻ thù nghịch tôi sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm, chúng nó sẽ sụt lui lại, vội vàng bị mất cỡ. Chương 26. Trong ngày đó tại xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài này: chúng ta có thành bền vững, Chúa lấy sự cứu làm tường làm lũy. Hãy mở các cửa cho dân công bình trung tín vào đó. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vần đá của các thời đại. Ngài đã dằn những người ở nơi cao, đã phá đổ thành cao ngất, hạ xuống tới đất, sa vào bụi bặm, bị giày đạp dưới chân, bị bàn chân kẻ nghèo nàn thiếu thốn bước lên trên và nghiền nát. Đường của người công bình là ngay thẳng, Ngài là đấng ngay thẳng, ban bằng đường của người công bình. Hỡi Đức Giê-hô-va, thật, chúng tôi đứng trên đường phán xét mà trông đợi Ngài. Danh Ngài là sự ghi nhớ Ngài, vốn là sự ao ước của linh hồn chúng tôi. Đang ban đêm, linh hồn tôi đã ao ước Ngài. Phải,
thần linh trong tôi sẽ thiết tha tìm Ngài. Vì khi những sự phán xét Ngài làm ra trên đất, dân cư của thế gian đều học sự công bình. Kẻ ác dầu có được ơn cũng chẳng học sự công bình, song nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng và không nhìn xem uy nghiêm của Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay Ngài đã giá lên mà chúng nó chẳng xem thấy, song chúng nó sẽ thấy và sẽ xấu hổ bởi cớ lòng sốt sắng Ngài tỏ ra vì dân mình. Lửa sẽ đốt cháy kẻ thù nghịch Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ lập sự bình an cho chúng tôi, vì mọi điều chúng tôi làm, ấy là Ngài làm cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi. Nay, chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. Họ đã chết, sẽ không sống nữa, đã thành âm hồn không dậy nữa, vì Ngài đã phạt và diệt họ, cho đến sự ghi nhớ họ, Ngài cũng làm ra hư không. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã thêm dân này lên. Phải, Ngài đã thêm dân này lên. Ngài đã được vinh hiển, đã mở mang bờ cõi đất này. Hỡi Đức Giê-hô-va, họ đã tìm kiếm Ngài trong lúc ngặt nghèo, kêu cầu Ngài khi Ngài sửa phạt họ. Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi ở trước mặt Ngài, khác nào như đàn bà có thai gần đẻ, đang đau đớn kêu rêu vì quặn thắt. Chúng tôi đã có mang, đã ở cử và đẻ ra như gió, chẳng làm sự cứu trong trái đất, cũng chẳng sinh ra dân ở trong thế gian. Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều trỗi dậy. Hỡi kẻ ở trong bụi đất, hãy thức dậy, hãy hát, vì hột mốc của Ngài như hột mốc lúc hừng đông, đất sẽ buông các âm hồn ra khỏi. Hỡi dân ta, hãy đến vào buồng và đóng cửa lại, hãy ẩn mình một lát cho đến chừng nào cơn giận đã qua. Vì này, Đức Giê-hô-va ra từ nơi Ngài đặng phạt dân cư trên đất vì tội ác họ. Bây giờ đất sẽ tỏ bài huyết nó ra và không che đậy những kẻ đã bị giết nữa. Chương 27. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn và mạnh mà phạt Leviathan là con rắn lẹ làng, phạt Leviathan là con rắn cong queo, và Ngài sẽ giết con vật lớn dưới biển. Trong ngày đó, các ngươi khá hát bài nói về vườn nho sinh ra rượu nho. Ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, là đấng giữ nó, sẽ chốc chốc tưới nó và giữ nó đêm ngày, kẻo người ta phá hại chăng. Ta chẳng căm giận, mặc ai đem chà chuông gai gốc mà chống cự cùng ta. Ta sẽ đi đánh chúng nó, đốt chung làm một. Chẳng gì bằng nhờ sức ta làm hòa với ta. Phải, hãy làm hòa với ta. Sau này, Gia-cốp đâm rễ, Israel kết nụ và nở hoa, chắc sẽ ra trái đầy trên mặt đất. Đức Chúa Trời đánh nó, há như đánh kẻ đã đánh nó sao? Nó bị giết, há như những kẻ giết nó đã bị giết sao? Ấy là Ngài đã tranh nhau với nó cách chừng đổi mà dời nó đi. Trong một ngày có gió đông, nó bị đùa đi bởi gió bão của Ngài. Vậy, này là cớ vì sao mà tội Gia-cốp sẽ được tha, và này là quả của sự trừ bỏ tội nó đi. Nó sẽ làm cho hết thảy đá của bàn thờ ra như đá vôi bể nát, các hình tượng và các trụ mặt trời sẽ không dựng lên nữa. Vì thành bền vững đã trở nên tiêu điều, nhà ở sẽ bị bỏ và để hoang dường như đồng vắng. Bò tơ sẽ đến ăn cỏ tại đó, nằm và nhá những nhánh cây. Khi nhành khô và bị bẻ, đàn bà đến lấy mà nhen lửa. Vì dân này không có trí khôn, nên đấng đã làm nên nó chẳng thương xót đến, đấng tạo nên nó chẳng ban ơn cho. Xảy ra trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ lung lay
từ lòng sông Cái cho đến khe Ê-díp-tô. Hỡi con cái Israel, các ngươi đều sẽ bị lượm từng người một. Trong ngày đó, kèn lớn sẽ thổi lên. Bây giờ, những kẻ bị thất lạc trong xứ Assyri và những kẻ bị đày trong đất Ê-díp-tô sẽ đến thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va trên hòn núi thánh tại Jerusalem. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.